tôi là Đom Đóm, mẹ tôi mất sớm, tôi theo cô chủ của tôi là Bướm Bướm đi lấy chồng, nhưng mà bà lấy chồng nhưng phải là tôi. Hai vợ chồng may mắn lắm, có đứa con trai đẹp trai dễ sợ luôn, đó là Hoàng. Và tôi có đinh ninh là tôi sẽ trở thành dâu trong nhà này. Tức là tôi sẽ cưới được anh Hoàng, cho tới một ngày anh Hoàng du học trở về và nói là anh sẽ đi lấy vợ. Mơ à, mơ à, mơ à. Đó, con vợ anh xuất hiện. Nó là một con mai đến từ Hà Nội, một gia đình vô cùng khó tính. Và tôi buộc lòng phải giúp cậu chủ của tôi, đó là ông Cường, sửa soạn lại cái nhà này để mà đón Suya. Nhưng câu chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi mà tôi buộc lòng phải nói dối với cô chủ của tôi là nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau. Cô ơi, cô hãy đi đâu đó đi để tụi con ở nhà dọn nhà. Tôi phải tiếp tay với lại người đàn ông mà tôi yêu thương để phản đối lại một người phụ nữ mà tôi rất yêu. Mày có lo mày đi rửa một cái chén cho tao không? Mày ở đây mà nhiều chuyện hả mày? Đi! Quỷ! Quỷ! Oh no! Mọi người hiểu nỗi khổ của Đom Đóm rồi đúng không? Tức là trong nhà này một tay thì phải cắn. Tôi ám ảnh đủ thứ trong cuộc đời hết á. Họ làm tôi cảm thấy hoảng sợ. Mơ của tôi là trở thành một cô ca sĩ rất là nổi tiếng. Nhưng mà ngày nào cô chủ của tôi cũng nói vô lỗ tai tôi là các Quỳnh người ta cần đẹp, không cần hát hay. Còn mày tự soi lại mày đi. Nhưng mà tôi thấy tôi vẫn đẹp. Và tôi tin sẽ có một ngày tỏa sáng.